ngắm thành phố Hồ Chí Minh trên cao từ tàu metro số 1. Đoàn tàu metro số 1 bến thành Suối Tiên chạy nhiều chuyến thử nghiệm đoạn trên cao dài 12,3 km từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú trong ngày 26 tháng 4. Ngày 26 tháng 4, đoàn tàu của tuyến metro số 1 chạy thử nghiệm nhiều chuyến đoạn trên cao từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú thành phố Thủ Đức. Tiến độ thi công mới đạt 95% nên công trình còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện khách tham quan được hướng dẫn an toàn trước và trong suốt chuyến đi. Bước vào khoang tàu, khách tham quan được trải nghiệm những khoang ghế ngồi hiện đại với màu xanh, điều hòa mát mẻ. Khoang tàu rộng rãi, dù hành khách đứng kín khoang, người ngồi vẫn cảm thấy thoải mái, không bị ngợp hay chật trội khó chịu. Trong quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ di chuyển với tốc độ dưới 50 km một giờ, dù theo thiết kế đoạn trên cao có tốc độ tối đa lên tới 110 km một giờ. Du khách đánh giá tàu di chuyển rất êm, nhiều đoạn khách không cần sử dụng tay vịn nhưng vẫn có thể đứng vững khi tàu đang chạy, không như các phương tiện công cộng khác như xe buýt hay tàu lửa. Cô Khanh đến từ quận Tân Bình và bạn của mình rất vui, được tham quan chuyến trải nghiệm tàu metro đoạn trên cao, rất hồ hởi và vui mừng khi được tham quan chuyến đi này. Chúng tôi đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp trên tàu, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu về trải nghiệm này cho bạn bè và con cái của mình, cô chia sẻ. Từ trên cao, du khách có thể ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày phát triển bằng một góc nhìn mới, toàn cảnh hơn. Khách tham quan cho biết việc di chuyển trên cao không những tránh được cảnh kẹt xe mà còn giảm được tiếng ồn và thời tiết nóng bức. Hành trình từ ga bến xe Suối Tiên tới ga An Phú đi qua 6 trạm rừng. Tại mỗi trạm, ban quản lý sẽ phát loa giới thiệu từng địa điểm tới du khách. Mọi người cũng có thể chủ động theo dõi hành trình di chuyển theo bảng báo trên tàu, hiệu lệnh và biển báo tại ga và trên tàu đều sử dụng song ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Dự án Metro số 1 có tổng chiều dài 19,7 km từ ga Biến Thành tới ga Biến Xe Suối Tiên, giúp người dân và du khách di chuyển nhanh, kết nối các địa điểm tham quan du lịch trong thành phố Hồ Chí Minh. Khách tham quan có thể di chuyển tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà hát thành Hồ Chí Minh, hai khu du lịch Suối Tiên một cách thuận lợi. Các điểm ga đều được bố trí bãi đỗ xe, giúp du khách có thể chủ động di chuyển tới ga tàu. Dự án Metro số 1 được các nhà thầu tập trung tất cả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đoàn tàu dự kiến được đưa vào sử dụng chính thức vào đầu năm sau